Rồi rồi, tới công chuyện thiệt cái chứ. Này còn dư ít chân châu đen nên đổ thử bút đinh chân châu đen thử coi nó có thành công không. Rồi dư nhiều chân châu đen quá, bỏ quá trời chân châu đen luôn. Rứa lên đó là lấp bút đinh dầu. Bút đinh chân châu khá là nhiều nên thôi đổ thêm ít chân mèo cho nó thú vị. Nếu bút đinh chân châu mà không thành công thì có chân mèo bù đất qua. Rồi rồi, biến cố đến từ đây. Rồi cắt ra vẫn còn hỉ hưởng lắm nha. Mong đợi, lúc bốc lên thì hú hồn. Nó không có dính bà con ơi, trời ơi. Chắc là do bỏ quá nhiều trên trâu đen nên hai lớp kia nó không có dính lại với nhau. Thiệt là buồn quá đi, như cái nồi cháo heo luôn. Múc linh hư thì ta gã chân mèo. Ui, được nha, đẹp nha. Chiều à, cái chân mèo này dễ gỡ à. Khá là ngon, khá là đẹp đó. Bù qua tới cái nồi cháo heo thì có chân mèo gỡ lại. Rồi, hư là phải ngồi ăn hết thôi. Thôi, hẹn gặp lần sau lần lại với khúc bạc nha.